Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Thời điểm này khi mà anh em đang có nhu cầu mua xe trong tầm tiền từ khoảng 700 cho đến 900 triệu Cụ thể với tầm tiền khoảng hơn 700 triệu thì anh em có thể lấy cơ sở từ phiên bản xe 5 Linux hoặc là Luxury Còn tầm tiền hơn 800 triệu thì anh em có thể là lấy Mazda Sách 5 bản Premium để so sánh và cân đối với các đối thủ khác và giá xe Mazda CX-5 thời điểm này là quá hợp lý so với phân khúc Khi mà các đối thủ cạnh tranh chưa ra mẫu mới Giá bán thì tương đối là cao Chính vì điều này không có lý do gì để xe 5 giảm giá Và hiện tại chính sách bán hàng của Mazda sách 5 tương đối ổn định không có gì thay đổi Trong video hôm nay em sẽ cập nhật lại chính sách bán hàng của các phiên bản Mazda sách 5 Để những anh em nào có nhu cầu và mới tham khảo dòng xe Mazda sách 5 cũng có thể nắm được Và mời anh em cùng xem video Em xin phép điểm qua đôi chút về mẫu xe Mazda sách 5 để anh em nắm được những thông tin chung Mazda CX-5 được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản cụ thể như sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Mazda CX-5 bản Dinax. Phiên bản thứ hai đó là phiên bản Luxury và phiên bản thứ ba đó là bản Premium. Đối với phiên bản Premium, anh em sẽ có thêm hai tùy chọn đó là tùy chọn Sport và Exclusive. Chính sách bán hàng của Mazda phân vùng thị trường, anh em nhớ cho em ạ. Anh em ở địa phương nào mà có showroom của Mazda rồi thì anh em chỉ được phép mua xe tại showroom nơi đó. Và hiện tại bên em có cơ sở ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ anh em mua xe cam kết với anh em có cơ chế giá tốt hơn cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp hình thức mua bán anh em sẽ có hai thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp về cơ bản giá xe lăn bánh của hai hình thức này thì đều như nhau có điều mua trả góp thì sẽ có bên thứ ba đó là ngân hàng sẽ đứng ra hỗ trợ tài chính cho anh em vay để mua xe và với mức lãi suất năm đầu ưu đãi khoảng 0,8% trên một tháng năm thứ hai trở đi biên độ khoảng 1% và điều kiện vay vốn đó là anh em không có nợ xấu thời gian vay tối đa anh em được vay tối đa là 8 năm và tối thiểu là 3 năm anh em được vay tối đa đến 85% giá trị xe <laughs> phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật chính sách mặt hàng cho anh em đó là chiếc Mazda sinh năm bản Deluxe. hiện tại giá bán cho anh em vẫn đang là giá niêm yết và cũng tương đối ổn định giá bán cụ thể là 749 triệu áp dụng cho tất cả các hệ thống showroom đại lý của Mazda trên toàn quốc ngoài ra thì anh em nào ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ chế giá tốt hơn đôi chút cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện cơ bản như là gián phim có nhiệt thảm để chân và túi cứu hộ những phụ kiện này được tặng từ nhà máy với giá bán 749 triệu giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 816 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 796 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 789 triệu và anh em ở thành phố hồ chí minh sẽ là 808 triệu giá xe lăn bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm những khoản chi phí ngoài và cũng chưa có bảo hiểm thân vỏ đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở hà nội thì cần chuẩn bị 179 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 159 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 152 triệu và anh em ở thành phố hồ chí minh sẽ là 171 triệu Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 10,4 triệu, thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa 85% giá trị xe và sẽ tương đương với số tiền là 636 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ thanh toán cho em ít nhất là 11,7 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 6,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 5,1 triệu, dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Mazda CX-5 bán Luxury. Giá niêm yết cũng là giá bán cho anh em tại thời điểm tháng 9 này là 789 triệu vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện cơ bản như trên màn hình. Ngoài ra thì anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có cơ chế giá tốt hơn khi mà anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Còn những anh em tỉnh khác thì do em không thể nào bán được về các tỉnh nên anh em cứ chủ động liên hệ trực tiếp với các bạn tư vấn bán hàng ở địa phương của anh em. Với giá bán 789 triệu, giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương, em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 858 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 838 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 831 triệu. Và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 850 triệu. Đối với những anh em mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 187 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 168 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 160 triệu và anh em thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 179 triệu ngoài ra thì anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí trong đó thì bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là 11 triệu như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 670 triệu gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,3 triệu trong đó thì gốc chia đều là 7 triệu trong 8 năm chia đều cho hàng tháng lãi suất tháng đầu tiên là 5,3 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo <laughs> phiên bản thứ ba em cập nhật cho anh em đó là chiếc Mazda CX-5 bản Premium giá bán cho anh em cũng là giá niêm biết tại thời điểm tháng 9 này là 829 triệu cũng vẫn tặng kèm anh em những phụ kiện cơ bản như trên màn hình anh em đang xem và em cũng xin nhắc lại sẽ có cơ chế giá tốt hơn cho anh em ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh khi mà anh em liên hệ trực tiếp với đội ngũ nhân viên bên em Giá xe lăn bánh ra biển số tại các địa phương căn cứ từ giá bán 829 triệu em cũng đặt tính cho anh em cụ thể như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 900 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 881 triệu, anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 873 triệu và anh em ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 892 triệu. Những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, anh em cần phải chuẩn bị số tiền ít nhất như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 196 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 176 triệu anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 168 triệu và anh em thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 187 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải chuẩn bị thêm hai khoản chi phí. Trong đó bảo hiểm thân vỏ năm đầu chỉ giá là 11,6 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng với vay tối đa là 704 triệu cho chiếc xe 5 bản premium. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 12,9 triệu, trong đó thì gốc chi đều là 7,3 triệu trong 8 năm lãi suất đầu tiên là 5,6 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần đối với phiên bản Mazda sẽ năm bản premium anh em có thêm hai tùy chọn và tùy chọn đầu tiên đó là gói support giá bán cho anh em là 849 triệu như vậy là cao hơn 20 triệu so với bản premium thường anh em nào mà cần cái bảng kê lăn bánh cũng như là những thông tin về trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại về góc phía dưới bên trái màn hình em xin phép không cập nhật lại và tùy chọn thứ hai đó là gói Exclusive giá xe sẽ là 869 triệu như vậy là đắt hơn 40 triệu so với chiếc Mazda CX-5 Premium bản thường và anh em cứ lấy căn cứ từ giá xe lăn bánh của chiếc CX-5 Premium em vừa mới tính cho anh em anh em cộng cho em thêm 40 triệu còn anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết hơn thì cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em theo số điện thoại em cũng để không phía dưới bên trang màn hình nhân viên bên em sẽ hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc cụ thể cho từng anh em như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng những ngày cuối tháng 9 của mẫu xe Mazda CX-5. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho những anh em mới tham khảo dòng xe này cũng có thể nắm được. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.